Quân đội Ukraine những ngày gần đây liên tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào biên giới của Nga với mong muốn mang chiến sự lan tới Moscow. Lực lượng Ukraine đã cố gắng tấn công vào các tỉnh Belgorod và Kursk của Nga nhưng nhận lại kết cục cay đắng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố binh đoàn lính Ukraine được cử đi phá hoại lãnh thổ Nga gần như đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Xe tăng và các thiết bị chiến đấu khác của Ukraine cũng bị Nga phá hủy. Đây không phải một tuyên bố xuồng không có căn cứ bởi Bộ Quốc phòng Nga đã công khai video ghi lại cảnh sát lính Ukraine chất đống trên chiến trường sau khi nhận mưa hỏa lực vì cố gắng tấn công lãnh thổ Nga. Trong video, có ít nhất 40 thành viên của nhóm trinh sát và phá hoại của Ukraine, những người cố gắng đột nhập vào lãnh thổ vùng Belgorod của Nga đã bị tiêu diệt. Ngoài địa điểm trên, theo Bộ Quốc phòng Nga, toàn lính phá hoại của Ukraine đã mất tới 195 quân nhân tại những địa điểm khác cố gắng tấn công và chịu tổn thất nặng nề giới lãnh đạo quân đội Ukraine và Tổng thống Zelensky đang nhận về vô số chỉ trích, nhất là sau khi video xác lính Ukraine chất đống trên biên giới Nga được công bố. Các báo cáo quân sự cập nhật tình hình chiến trường Ukraine cho biết một máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine đã kết liễu một người lính Ukraine bị thương. Người này đã cố gắng bỏ suốt 3 ngày để tới chiến hào của Nga, mục đích là đầu hàng và để được giúp đỡ y tế bảo toàn mạng sống. Cụ thể, báo cáo cho biết các chiến binh Ukraine tiếp tục bắn những đồng đội của họ đang cố gắng vượt qua phía Nga đầu hàng. Do đó, những người quan sát đã ghi nhận được trường hợp một binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine bị máy bay không người lái của quân đội phía mình tiêu diệt khi đang cố gắng bỏ đến chiến hào của Nga. Phóng viên chiến trường cho biết, người lính bị thương nặng nên khó có thể di chuyển qua vùng xám để đến các vị trí của Trung đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ 71 thuộc Sư đoàn 42 của Nga người lính này đang bò thì được một máy bay không người lái của Nga chú ý. Và người điều khiển máy bay không người lái phía Nga đã nhìn thấy người lính Ukraine kêu cứu. Một thông báo được thả từ máy bay không người lái của Nga, trong đó nói rằng cần phải vượt qua khoảng 500 đến 600 mét nữa để đến được vị trí của Nga. Quân đội Nga đã hỗ trợ người lính Ukraine bằng cách thả nước, đồ ăn và thuốc lá cho anh ta. Khi còn cách các vị trí của Nga vài chục mét và các binh sĩ đã sẵn sàng di chuyển để sơ tán người lính bị thương, một máy bay không người lái của Ukraine đã tiến về phía người lính điên cuồng tấn công. Sau vài lần thả thuốc nổ, người lính Ukraine không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Anh ta đã bị chính đồng đội kết liễu, trong khi lính Nga, những người đối đầu trên chiến tuyến lại muốn cứu sống người Ukraine. Kênh Riba đưa tin, Nga tiếp tục đẩy mạnh gần hipka ở phía tây Donetsk nhằm mở rộng vùng kiểm soát và chiếm các vị trí thuận lợi hơn về mặt chiến thuật để tạo điều kiện cho các cuộc tấn công tiếp theo vào khu định cư. Trong ngày qua, lực lượng Moscow đã kiểm soát được một khu vực khá lớn phía tây bắc thành phố Marinka. Trên mặt trận khác, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 70 cuộc đụng độ đã diễn ra ở khắp các mặt trận. Tổng cộng, Nga đã phóng 2 tên lửa, thực hiện 68 đợt không kích và 37 đợt tấn công bằng pháo tên lửa phóng loạt phía Nga cũng liên tục tấn công bất ngờ, đánh úp trong đêm vào vùng tả ngạn sông Đời Nhép, khiến quân Ukraine chật vật phòng thủ, tinh thần chiến đấu xuống thấp nghiêm trọng. Nga hiện tại dường như đã thay đổi chiến thuật, đe dọa nghiêm trọng tới các hệ thống HIMARS Patriot của Ukraine. Trang Defense Express đưa tin, các cuộc tấn công tầm xa của Nga nhắm vào các mục tiêu ở khu vực gần tiền tuyến ngày càng gây ra mối đe dọa lớn cho các hệ thống vũ khí tiên tiến của Ukraine. Điều này được thể hiện trực tiếp qua các cuộc tấn công liên tiếp của quân đội Nga thời gian qua. Trong đó, tính hệ thống trong việc thực hiện các bước đã được thể hiện rõ ràng. Bộ Quốc phòng Nga gần đây đã công bố các video cho thấy họ nhắm mục tiêu chính xác vào các bệ phóng Patriot, hai tổ hợp HIMARS, hai trực thăng quân sự của Ukraine, khiến những vũ khí này nổ tung. Điểm chung của các vụ việc là các vũ khí mục tiêu đều đang hiện diện ở khu vực 40 km so với tiền tuyến khi bị tấn công. Đây là nơi Nga triển khai mạng lưới UAV trinh sát dày đặc, thu thập thông tin tình báo chiến trường từ hàng chục km. Trong thời gian gần đây, Nga đã tỏ ra hiệu quả hơn trong việc xử lý thông tin tình báo khi chỉ mất vài phút sau khi UAV phát hiện mục tiêu, hỏa lực của Moscow đã khai hỏa, phá hủy chúng. Thời gian tấn công nhanh chóng và độ chính xác của vũ khí Nga khiến Ukraine liên tiếp mất các vũ khí quan trọng. Điều này cũng cho thấy Ukraine chưa có biện pháp thích hợp để đối phó với cơ chế tấn công trinh sát mà Nga đang áp dụng. Giới chức Ukraine hôm 14 tháng 3 cho biết, Nga đã phóng hơn 30 máy bay không người lái UAV tấn công nhiều khu vực ở Ukraine trong đêm. Theo hãng tin Reuters, chia sẻ trên kênh Telegram, ông Oleg Sinehubov, thống đốc vùng Kharkov cho biết công việc sửa chữa đang được tiến hành sau khi các cơ sở hạ tầng truyền hình ở khu vực bị tấn công, song thông tin chi tiết không được tiết lộ trong khi đó giới chức vùng Sumi cho hay cơ sở hạ tầng ở bốn thành phố địa phương cũng đã bị các UAV của nga tấn công quân đội ukraine tuyên bố đã bắn hạ 22 trên 36 chiếc UAV được nga sử dụng trong các cuộc tấn công quy mô lớn vào ban đêm tuy nhiên ukraine vẫn nhận thiệt hại nặng nề sau đợt tập kích cuộc xung đột ở ukraine có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát khi phương tây đang đẩy thế giới đến bờ vực với những hành động của mình với danh nghĩa là hỗ trợ ukraine đây là cảnh báo vừa được nga đưa ra phát biểu trước báo giới người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho rằng mỹ và các đồng minh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đang cố gắng leo thang cuộc khủng hoảng ukraine tuyên bố của nga được đưa ra trong bối cảnh mỹ và eu hai ngày này liên tiếp thông báo các gói viện trợ quân sự cho ukraine trước những động thái này nga cũng khẳng định sẽ không tham dự hội nghị về ukraine tại thụy sĩ kể cả nếu được mời Giáo hoàng Francis cho biết ông không có ý định từ chức vì tình trạng sức khỏe vẫn đủ tốt để đảm nhận chức vụ hiện tại, dù cho có rất nhiều tranh cãi xoay quanh phát ngôn khuyên Ukraine đầu hàng gần đây của ông. Trong cuốn Tự truyện Cuộc đời, Câu chuyện của tôi qua lịch sử, do chính tay giáo hoàng Francis Chabut có đoạn viết Việc tôi từ chức là một giả thuyết viển vông bởi vì tôi không có lý do chính đáng nào để từ bỏ chức vụ hiện nay. Cuốn sách chính thức xuất bản vào ngày 19 tháng 2 dưới hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Ý. Giáo hoàng Francis hiện đã 87 tuổi. Những năm gần đây, do tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu, ông thường xuyên phải sử dụng xe lăn hoặc gậy để di chuyển. Ngoài ra, giáo hoàng cũng thường xuyên mắc phải những căn bệnh liên quan đến đường hô hấp, khiến ông phải hạn chế xuất hiện trong những buổi phát biểu trước công chúng. Tuy nhiên, trong cuốn sách, ông Francis lại thể hiện tinh thần lạc quan trước tình hình sức khỏe của mình và sẽ chỉ cân nhắc tới việc từ chức nếu gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Gần đây lời kêu gọi Ukraine có dũng khí dương cờ trắng của giáo hoàng đã gây ra nhiều tranh cãi. Ukraine và nhiều đồng minh châu Âu lập tức lên tiếng chỉ trích tuyên bố này của giáo hoàng. Kiev tuyên bố quốc kỳ của họ chỉ có màu vàng và xanh dương, không có màu trắng. Trong khi nhiều quan chức lãnh đạo châu Âu khác cũng đặt câu hỏi tại sao giáo hoàng không kêu gọi Nga rút quân để chấm dứt chiến sự mà không cần phải đàm phán. Được biết, đây không phải lần đầu tiên giáo hoàng có những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. cuộc bầu cử Tổng thống Nga chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay, 15 tháng 3, và kéo dài trong 3 ngày, đang được quốc tế đặc biệt quan tâm. Đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi cử tri trên khắp đất nước, bao gồm cả các vùng lãnh thổ mới sắp nhập, đi bỏ phiếu để xác định rõ ràng tương lai của nước Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh, chỉ có những công dân Nga mới quyết định tương lai của đất nước và nguồn quyền lực duy nhất ở Nga nằm ở người dân. Trước khi ngày bầu cử chính thức bắt đầu, nhiều khu vực mới sáp nhập vào Nga đã tiến hành bỏ phiếu sớm từ ngày 25 tháng 2 vừa qua. Cư dân khu vực Mariupol do Nga kiểm soát hôm qua đã bỏ phiếu với kỳ vọng vào một nền hòa bình sớm đạt được. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố rằng bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào của Nga ở các khu vực Nga mới sáp nhập từ Ukraine sẽ vô hiệu và họ sẽ truy tố bất kỳ quan sát viên nào được cử đến giám sát cuộc bỏ phiếu. Điều này cũng đặt ra những thách thức về hậu cần và an ninh đối với quân đội Nga và hiện họ đang được đặt trong tình trạng thiết quân luật. Bầu cử Tổng thống Nga năm nay dự kiến có hơn 1.000 quan sát viên nước ngoài từ 95 quốc gia tới giám sát. Theo kết quả của khảo sát mới nhất cho thấy, 86% người dân Nga ủng hộ đương kim Tổng thống Putin tái đắc cử.